Chào cả nhà, thì bữa nay có cháu Nhi với cháu Hiếu ở thành phố về rồi bắt đầu đi trải nghiệm với góc làng quê. Rồi bữa nay mình đi chở 22 cái lợp cả nhà ơi, có kết quả như thế nào? Hello cả nhà nha, chào cả nhà. Thì bao nhiêu lần về thì bữa nay mới có cơ hội xuống xuồng rồi để đi trải nghiệm cùng với chú Năm với anh Minh nha cả nhà. Hôm nay đi dở 22 cái lợp, không biết là em vía em có may mắn mà em nhiều được cá hơn mỗi lần không nha cả nhà. À, nghe nói là đợt nào em về có em là có cá, không biết bữa nay có em nhưng mà không biết có cá không. Thì thôi cả nhà đợi vô cái kết quả của 22 cái lợp này nha. Chúc cả nhà ngày mới nhiều năng lượng nha. Mình chào cô chú rồi. Dạ, tới chỗ để mình đổ lợp anh. Phóng xuống đổ cái đầu tiên rồi. Mấy em xuống em đổ mở hàng cái gì? Mày tổng không? Con xin chào quý ông bà cô chú. Ây da. Ồ, cái chừng chọt nha anh. Sâu lắm yếu rồi. Sâu lắm. Chỗ nào cái? Đó. Dạ. Thì hút xong thôi chứ nào. Có hút sâu hút cạn nè. Không thấy cái này tổng nó. Thấy em ru rồi. Ủa, cho kiến không vậy? Kiến cá sơn, có không? Còn cá sơn đó. Giờ cái này liếm không sao chắc. Giờ cái đó đây. Vợ lấy nhớt cái răng. Cá nào kiến vậy? Cái này gần nào chạy lâu kiến khủng. Cá này kiến là có nhỏ. Còn cá sơn, cá này bé. Kiến là xíu à? Hai con cá sơn. Rồi bắt đầu cái cháu chút vô. Ồ, được hai con cá sơn hết sức ngon. Cá đó ăn được không Nhi? Thấy cũng gần gần cũng gì dở lên nè. Lấy nhớt rồi chứ. Không ừ, hai con cá sơn còn sống luôn hả? Còn sống. Đổ nước vô anh à. Bao ngon luôn á. Lấy cái bóng rồi bà Nhi nút nút rồi bà Nhi. Bao ngon là ăn cá hàng cá sơn. Cá này làm gì ăn ngon vậy chứ không? Nè nè, đậu. Kho nó con chua gì cũng được cho nó. Đậu. Đổi chỗ. Không, ok. Dạ, đây nữa. Thấy nó cũng ơi êm quá mà, để được bình ăn được. Cái này về bóp gỏi. Chút nữa tôi hái cho bóp gỏi thiếu gì. Được bình nè. Hái mà lựa ăn vậy nè, mới non nè. Vậy là ăn được không chứ không? Ờ, nó ăn là ăn cái mấy cái này nè. Nó trên lá nó ăn. Đó nè, vậy nó mới non nè. Đó. Này, này cái lá nhỏ nó ăn được. Ô cá chê. Cá chê. Cái này chạy nè. Ô cá kìa. Ô mê vậy. Cái con biển là kìa, hái cá chê nè. Đưa 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 cái lợp đi, đưa lợp đi cho nó xuống dưới. Đưa cái lợp đi. Nhi Nhi đưa cái lợp đi Nhi. Cái đó chút xíu về chú Năm bẻ không muốn cho ngon thôi. Con ấy đừng để vô cái giò không á. Rồi rồi. Nó gà cái kia. Quá trời luôn kìa. Cái có rau. Rồi con cá lóc biển nữa nè. Cá phi đó. Nhớ đã quá ha. Cá phi cái này cá gì cá mè hả chị? Nhĩ cá gì vậy? Mày có thù giám nhạc hả Nhi? Đó, nhóc rồi. Ngon quá à. Mà rau này ăn sống được không? Được mà. Âm nhạc nó biết tôi chứ tôi nó biết âm nhạc nó bà đầu. Ủa nè. Có cá lóc nè ông Hiếu. Có cá lóc hả? Ghê vậy? Bự đứng không chui, đứng chui. Đứng chui. Thôi rồi lợm ơi. Gì mà ngon dữ vậy trời. Cầu được ước. Cầu được ước thấy ha. Bự không? Sâu 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 mình đứng thôi. Trên đó nó cạn nhưng mà ngoài này nó sâu con. Sâu con đợi xuống. Ủa có lóc bự vậy nhớ. Ui. Cua biển nữa kìa. Đưa cái lợp khác đi. Đưa cái lợp khác đi. Ngồi đó vô trong đi. Ừ. Ê, dục cái lợp ra, đưa cái lợp khác nha. Chưa để con xuống
cái chai vô chưa? Để xuống nó đỡ luôn. Đưa hai cái chai đây. Tôi sụp lui cái bạn nha. Bà ngồi ngựa bà đi lên trạm kia rồi bà đi xuống. Có cá chê, cá lóc, cá rô luôn. Ừ. Đừng có nhảy chút xíu vô nồi nó nhảy. Cá lóc nó bị chạy. Nó vô nó tung lợp đó. Vô nó tung lợp mấy không chạy. Còn con cá dưới nữa. Trong cái đó nó ra con ấy cho nha. Trơn ấy anh. Té chặt phải không? Cá lóc. Có mũ biển à? Nguyên một bầy mũ biển luôn. Quá trời làm luôn. Cái này dây có chốt chưa chết. Rồi nguyên bầy luôn. Ôi, vô nguyên bầy rô biển cái luôn. Cái lập kia lại vô xuống giùm anh cái kia. Ủa hết sức ham luôn. Con mấy con? Mấy con luôn anh ơi. Mũ biển không? Rồi, đổ đó đi. Ơ về tiên tư, lựa mấy con bự bự về chi. Để bên cái đi, bên cái thùng này. Chưa có gì tính chiên chiên nè. Chưa có gì mộng. Đó giờ mới thấy cái cua biển nó chạy như gì luôn á. Chút nữa bắt con cua ra. Dạ dạ. Còn dướng con á kìa Níu. Hái mấy cái dừa anh Hiếu, đừng hái cái nở quá, cái nở ăn nó không có ngọt bằng cái búp. Sâu chứ nằm. Mấy cái này nè. Này nó tự nhiên. Mấy cái búp bên đó đó anh Hiếu. Nhảy xuống hái anh Hiếu. Mình ăn mình phải ăn mấy cái này nè, nó có thuốc xịt sâu á, ăn nó mới không có sâu. Để canh cá sình mình nó né cái đứa trội nó mà đừng nói dính không anh. Sao đi tới anh Hiếu ơi, tới anh quay kia Hiếu. Nè. Thả đi anh, cá này thì thả ăn cá nhỏ. Cá bự chiên cũng ngon. Ồ, cá phi nó bự kìa. Ôi. Ê con này nướng ngon rồi bà Nhi. Ồ, nhìn nó ngon nó trắng ha. Ừ. Đây,
đem đi tới, đi tới. Miệng hiếu thơm thiệt. Mày thấy miệng tao không Nhi? Một con cá rô biển luôn. Đâu này rô phi mà. Ướt gì được mấy nè. Ướt gì có đó cho chị đi nghe không? Ướt hai con cá lóc phải không? Em quay rồi anh. Năm chiếc nào. Đây nè, chỗ này hết gì nè. Trong cạnh này nè. Đổ xuống không? Má lúc đầu cười chết. Đây nè, đây nè. Khui khui sao cho nó gung 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 lợp anh Hiếu. Lúc lợp rồi, có cái. Chết. Hay là mớ nước lớn không sao? Lớn, okay. Chết rồi đó sao? Đâu. Cá rô chết ta để Nhi nha. Ôm về không? Cua luôn. Hai cua. Cua này bự nha. Cua mùa nước nó vậy nè. Cua mùa nước cua cần cần rồi. Được hai cây luôn. Được hai cây. Được hai cây chị. Mấy cua này già già ngon quá. Cua đó thịt chắc thịt lắm á. Cua này cua qua sao bằng cua này. Nó vô mà nấy. Tèo. Chút chút dễ đó. Để ba cô nói gì chè nướng luôn, chè trắng thì nướng ngon như năm ha. Nếu mà cá nướng rồi cái chè nướng thì ngon. Phi chạy không có nhiều như hôm trước nhưng mà bù lại cá ngon, cá lóc, cá chê. Chứ mấy cá rô biển hả anh? Sâu anh mình. Đâu? Đảo à? Có nhẹ, có nhẹ nha, có chừng cái nha. Có chừng cái nha con. Phải không? Chứ không chưa đi mặc áo phao vô không chịu. Anh Hiếu anh không biết bơi. Nhẹ ai nhẹ nhẹ vơ tay nhẹ. Nghe mà gì nữa. Nói tới chút một chút. Ừ, đó. Cũng kinh không? Rồi cá chết nữa hả? Cua nữa hả? Cá chết là có cua à? Ồ. Cái dữ hả? Ba. Cua dữ chứ. Cua dữ hả? Sáu con cua. Sáu con cua luôn á. Nãy giờ em dở cá không đó ngành. Cua không. Cua đồng. Cua Bắc Kinh. Cô Bắc Kinh đó. Thấy tàu giống hàng tắm sông ghê không?
về tới nhà thành quả được nhiêu rồi con. Bắt hai con cá lóc rồi nè, quá khủng. Hai con này chắc được ký à. Xích ra cái đám, cái đám, xích ra chạy điện rồi đó. Đám, xích ra, xích ra, xích ra. Xích ra, ui. Rồi mà cá nào cá lóc luôn hả gì? Cá lóc mà nướng nó khỏi mạnh. Cá lóc nướng không? Mẹ, đổ cái cái biển lên đi mẹ, gõ nè mẹ. Đổ ở đây là mặn. Cái của biển Kim Tư. Quá nhiều tàu, cá biển quá nhiều luôn rồi này. Tí lồ. Ừ. Vậy được hết. Tại có biển hết sức luôn. Kèm thấy ham ham, có biển ngon quá ham. Đậu. Hai cá lóc với cá rô phi này xong mình nướng là thấy ngon lành. Để được con mà lớn mà lớn. Cá này cũng bự rồi. Chê nữa nè. Chê nướng luôn. Mẹ đưa cái thùng nó con cái mẹ. À, cá lóc quá trời, cái rô biển luôn cả nhà. Rô biển ngon quá ngon. Cái lóc cũng ngon. Cá lóc cũng ngon. Lượm mấy con cá chê luôn nha. Không, cái nguyện vọng con ban đầu đi của nó được hai cá lóc một thiệt. Hai cá lóc thiệt. Đúng hai con. Lúc nào nó chết mà nó còn sống. Ủa gì đây con cá chê nữa nè. Bốn cá chê lận. Chê đó mà, chê dừa, chê cái bắt mấy con cá gofi bự qua luôn anh, hồi nướng. Có biển chê hết đi, nó chết hết rồi, con nào còn sống cộng rồi nổi. Ủa sống đâu, thôi mặn hết đi. Rồi mặn hết đi. Lạnh con nó sống rồi, cái đầu cái nó chết mình bỏ. Ủa dục nướng mẹ luôn đi, sẵn lửa nướng chứ luộc gì mấy con. Con hồi dẹp ở đâu vậy bà dạ. Chị? Mấy con không luộc trong mướn mình á. Nãy giờ mình với em Hiếu chăm sóc mấy con cá nướng ngon quá. Vàng ôm ở trên mâm cá hấp dẫn quá cả nhà ơi. Hai người xỉn mồi nữa rồi. Nướng hàng gì ngon ha, nhìn cái màu nó đẹp chứ thật sự nó ngon, ngon chứ không bằng nướng gom. Nướng gom là số 1, gom nó thơm, nướng thơm, gom nó thơm với lại nó ngọt lắm. Ba chùm cóc con gỗ hả? Cá chín này cả nhà ơi. Ôi. Đây, không phức luôn đây. Mẹ đang chiên mấy con cá cu phi. Ủa xin lỗi, cá rô biển với vài con cá lóc kiến cho mình lột vỏ, lột da nữa. Chạy cá chiên giòn. Thì vào tháng mùa nước thì mới có con cá rô biển này nhiều, tháng khô thì cũng có nhưng mà rất là ít. Như vậy là nhiều rồi đó. Chứ mấy năm trước thì đặt cũng đâu có chạy được nhiều gì đâu. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Ổn lắm. Lầu kiến muối xả. Nhất cái nách. Dính hả mẹ? Ồ còn mấy con này bự bự không nè. Cái món của em đâu, nãy em làm đâu rồi Nhi? Tao em trộm trộm lên cho cả nhà thấy cái coi. Canh ớt. Bên kia tô chén kia là mắm, cá chốt. Ừ, cơm luôn Thánh Xí ơi, cơm luôn. Bữa nay mình ăn cơm không có cơm hơi nhậu nhẹt. Ba mồi này ai nhậu ba
So cái số ký thì nó không nhiều bằng thử rồi, nhưng mà so về cái chất lượng cá thì nó ngon hơn. Thử này chạy cá chê, cá lóc nữa, thêm cua đồng nữa. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Giờ sao nếu giờ sao ăn cơm được chưa? Giờ chắc ăn cơm anh ơi, chứ này nhậu gì. Thì mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời chú Năm. Mời cả nhà ăn cơm. Nãy giờ con mập này nó giờ phù quá trời. Anh Hiền, anh Hiền chén cơm nè. Ổng rồi, nó thích lắm nè, bà khé nè. Nhiều món quá, không biết món nào trước hay gì mà nhiều người ăn. Không biết cơm. Đây, có thằng bếp nha. Hiền cơm nha, anh Hiền. Nghe nói gì anh đâu mà anh giận ra xe anh nằm khóc. Cá lồng cũng lắm. Về nhà cũng lâu không? Con này cá cầu biển ngon quá. Con cá đậm vậy đó, nó có trắng mặt còn cá nồi ha. Cá nồi thịt nó trắng phiếu. Cái nhà ăn đủ thứ đá. Cá cầu biển nè. Cá luộc. Cá biển mình chấm nước mắm chua ngọt à. Nó mới đúng. Chiên tư thì chấm chua ngọt. Đó, vậy nè. Đúng rồi. Đây gì đây? Giòn ngon hả? Ừ. Giòn ngon. Thế là nãy giờ chưa ai khen không ngon. Ngon nhiên nó mặn nước mắm dữ dai. Cay mặn. Đây dẹp rau nè cả nhà. Đấy, nãy mình làm mình kho là dở rồi á. Có gì cá hồ biển là kho nó ngon mình kia. Quá ngon. Cá lồng. Cá lồng không nữa. Làm cá này á. Dạ dạ. Ngon cá nhà cá rô biển nè. Điên giòn đụng. Ăn vô là biết ngon rồi nhỉ. Hai chuyện giùm em cái xong rồi. Biết bao nhiêu lần về nay mới được ăn những cái món đồng quê, đúng đúng nghĩa đồng quê luôn. Mấy bữa hơi pha xíu mà. Trời. Mà bữa nay rau cũng rau ở quê luôn. Rau đồng đúng. Mẹ có còn giờ bên đó không? Chỗ đó có không? Nhiều rau lắm anh. Để em đây nè mẹ. Để em đây nè. Cái này nó ngon nè, nó không bằng rau đỏ hơn không. Rau đỏ không? Giờ quên vụ này. Cái này là mình cái trái cana mình thái ra nè. Rồi mình giả tỷ mình gấp cái con mình vắt ngang cái miếng cà na. Được ăn nó rung quá rồi kìa. Không ngon đâu con. Đưa vô mà cứ gà vậy là xuống tới đây còn được miếng cà na không thấy miếng cá đâu chứ. Mặn anh ơi, mặn.
kiểu này thử không hiểu. Không mặn đâu. Con cá này giống cá chốt với ủa con cá hiểu quá vậy. Cá linh đó này. Mắm cá linh hay cá chốt? Mắm cá linh. Wow. Nó dài cho nó mặn cái này. Thì mấy món này đơn giản thiệt mà nó ăn nó không có dầu mỡ ngon hết. Nó chát chát thì chua. À, kẹp vô con mắm vô. Những con người 2, 3, vô. Mày cả nhà ly rượu nha. Cả nhà luôn. Mày ở nhà chai rượu luôn. Vì cá nó ngon quá, cái quên uống rượu. Trời ơi, con anh hai tôi đốt rượu cho tôi nè trời. Ai cũng lưng hết trơn. Ai đốt hả? Mình kia. Nè, như lên máu á. Anh ăn mà hai nghìn lên máu. Anh ơi, cá này chắc đâu có bán không nữa đâu. Thành nó ít lắm chứ không phải. Câu biển ra ra chợ mua ít cái gì gặp đâu. Không bao giờ ai bán. Đó, không đổ mà để hàng thiếu luôn. Luôn. Có là giờ ta cũng để ăn. Hay là ta mua chứ không ăn. Tôi ăn hoài quá. Tôi để còn nó cũng không có. À, cái đậu nó nín à. Không. Nó cái cá trong lạp mình nó sạch trơn rồi. Nó vô nó không gầy. Cái này nó ngon chứ đâu có gì. Cái mặt nó mới bổ quá. Nướng là nó lắm rồi. Nó bị giật mà. À chén nào mới giật luôn. Chén nó gì. Nướng nó tới rồi. Cái này. Ê ê ê. Sao ăn chưa mày? Nó ăn gì cũng nó cũng không qua con mắt.